Hello, chào bà con. Thì hiện giờ Hùng cũng như là đội ngũ kỹ thuật đang tới vườn của anh Hùng luôn nha. Thì vườn này là vườn mít chuột đỏ sao vàng của anh Hùng ở Thanh Bình, Đồng Tháp. Thì hôm nay mình tới đây để mình thăm cũng như là hướng dẫn cơ anh là cái cách mà chăm sóc trái, cũng như là hỗ trợ thêm cái cách mà sau khi mà mình ăn trái rồi đó thì mình sẽ phục hồi cây để qua tháng giêng tháng 2 thì bắt đầu mình sẽ làm bông tiếp cho cái vụ mới này. Thì cũng tới vườn mình thăm qua một số cây thì phát hiện ra là cái cây của anh mà mình cứu vườn của mình đó là còn nhiều cái khuyết điểm quá, đặc biệt là anh không có bao trái nè. Rồi cái thứ hai nữa là mình ngừa cái con sâu đục trái với cái con dẹp sáp nó còn nhiều quá anh nào. Như cái như cái chùm trái này nè, như mà hiện giờ anh thấy nè, như cái cuốn trái này anh đang là có con sâu trong này luôn nè, em dạch ra cho anh coi nè. Đây bà con thấy như cái cuốn trái này đó, mà mình không có ngừa cái con sâu đục trái kỹ, với thứ hai nữa mình không bao trái thì cái con sâu này nó ăn trong cái cuốn này mai chiều nó sẽ ra đây nè. Anh thấy nè, đang nó tươm cái phân xuống quá trời phân luôn nè. Bây giờ là em sẽ bắt con sâu trực tiếp trong ở trong cái cuốn trái ra cho anh coi luôn. Đây mập ú ù luôn nè. Đây đó, em lấy ra cho anh coi con sâu này. Nếu mà mình không xịt kỹ thì mai chiều á lại nó ăn luôn cái hai cái trái này của mình á, là nó sẽ không đạt được kết quả gì luôn, không có bán được cái mít loại nhất. Đây em thấy này, sâu con này thì mai chiều thì bắt đầu nó sẽ bò ra ngoài này. Có thể mình xịt thuốc là vô đó nó chết sau đó. Xịt chết bình thường đó, nhưng mà đặc biệt đó là em sẽ hướng dẫn cho mình mà cái cách đó để mình cắt cái cuốn trái làm sao để cho không cho cái thằng nấm phẩn và cái con sâu nó tấn công vào cái đường vết cắt đó, nó trú ẩn ở trong đó. Đó là như cái cuốn này anh đang cắt nè, đúng không? Cuốn này anh đang cắt để mà mình chọn trái thì mình không nên cắt chờ cái cuốn trái của mình nó dư ra như thế này. Đó, nếu mà dư ra thế này thì cái thời gian mà nó phân hủy là một cái phần đầu cuốn này ngay chỗ khớp này nè, nó rất là lâu. Cái thứ hai nữa là nấm phẩn nó rất là dễ tấn công vô những cái đường vết cắt này, nó ăn cường vô. Rồi bắt đầu là khi này thằng này mà nó khô lại thì con sâu nó sẽ nó trú ẩn ở trong này, nó ăn ruồng từ cái tim cuốn này nó vô tới trong cái cuốn trái thì cũng sẽ làm hư trái, hoặc là nó sẽ xuống cái phần trái này đó, nó ăn nó đục vô trong cái trái thì cái trái của mình bây giờ lậu nhất xuống lậu hàng chợ luôn. Nhiều khi chợ nó cũng người ta cũng không mua nó, như mình thấy nè, nó bò rất là nhanh đó, nó nằm trong đầu cuốn vậy chứ mai chiều nó sẽ ra ngoài này. Khi mình ăn tới cái phần lõi của cuốn rồi, cái phần cứng của cái cuốn này rồi thì bắt đầu nó ăn đâu nổi nữa, bắt đầu nó sẽ chuyển xuống cái phần cuốn này và nó xuống phần trái này, ăn nó đực cái trái của mình đó. Thì bây giờ là em sẽ hướng dẫn cho mình một cách để mình khắc phục. Khi mà mình cắt mình tiễn trái ha, thì mình sẽ cắt vô tới phần ngay khớp này luôn. Thứ nhất là cái phần ngay chỗ cái khớp này là cái phần nó già rồi, là nó sẽ hạn chế được cái phần mũ đó, của cái trái mít nó chảy ra, rồi nó sẽ là mau liền cái khớp luôn. Tại vì ngay chỗ này ngay cái mắt anh thấy là nó sẽ có một cái khớp, thì anh sẽ cắt sát vô cái khớp này. Còn như cái lá nè, cái ấy này là cái cành bơ này, có thể mình chừa là giữ cái lũ lá lại không, hay là mình bỏ cái luôn cái không chừa. Cái lá đài này anh vẫn giữ lại giùm em để nó giữ, mà như cái này là như cái nhành tre của nó nè. Như cái bơ này nó ra cái đài này á, mà nó ra mà sau này cái đài này mà nó có cái bông á thì mình bỏ. Còn những cái lá đài này thì mình vẫn giữ lại bình thường giùm em đó, để cho nó nuôi cái trái. Còn mình cắt hết cái lá này thì cái trái của mình nó sẽ, cái cuốn trái của mình nó sẽ bị teo liền à. Lá đài này nhất định là phải để mà cái này là cành bơ. Dạ, mình có thể bỏ cái bơ. cái này là bỏ luôn nè, này mình có thể bỏ được, mình chỉ giữ lại cái phần lá đài thôi. Còn mình cắt lá là mình sẽ khi mình cắt sát rồi mình sát vô ngay chỗ cái khớp này đó, thế nó sẽ hạn chế chảy mũ hơn đó. Còn đối với mọi người cái con sâu này thì sau khi mà mình cái bông của mình á nó chuẩn bị nở, như cái bông bự bút hồi nãy anh chỉ cho em coi đó, nó bự lên, nó u lên rồi, nó chuẩn bị bung rồi, thì mình sẽ xịt một cử sâu đầy cho nó thật là kỹ, xịt ướt đều toàn thân luôn để ngăn ngừa những cái con sâu đầy nó tấn công vào trong cái giai đoạn mà cái bông mình nó nở. Tại giai đoạn của mình nó cái trái của mình nó nở á thì cái phấn của mình nó rất là nhạy cảm, cái da trái của mình nó rất là non, thì mình xịt sâu đầy vô thì nó sẽ làm cho nám trái, nó làm cái trái của mình nó không có phát triển được.
nó tại vì nó làm hư cái ông phấn. Thì giai đoạn sổ nhị đó là mình không được gia chạm phân thuốc gì, thuốc gậy gì hết. Thì cái giai đoạn trước khi đó thì mình phải xịt ngừa một cử thiết hợp đó, thì mình sẽ xịt cái gì à, là mình xịt cái chai là mảnh tướng sâu bọ nhện ha, để cho nó tiêu diệt hết những cái con sâu bọ nhện ở trong cái thân của mình, đặc biệt là con sâu xanh, con sâu da láng đó, với con nhện đỏ. Nó làm ảnh hưởng tới cái trong cái giai đoạn mà sổ nhị cái trái của mình. Ừ. À, thì anh ngừa kỹ giùm em. Rồi sau khi mà mình cái trái của mình nó trưởng thành tới cái giai đoạn mà tiễn trái nè, nó như thế này thì bắt đầu là mình cũng xịt tiếp một cỡ nữa. Đó, xịt xong ngừa sâu gầy về bệnh xong hết rồi. Đó, thì mình bắt đầu tới trong cái giai đoạn mình phải bao trái, bắt buộc mình anh phải bao. Tại vì khi mà anh xịt cái phần trái này đó, thì những con sâu ở trong thân thì nó sẽ chết. Còn con bướm á, con bướm là đặc biệt là cái con bướm đêm, con bướm trắng trắng á, ban đêm anh ra vườn anh thấy là những bướm trắng trắng á, anh xịt ở trong này chừng 2-3 ngày thôi là bắt đầu có con bướm trắng nó ở ngoài đồng nó bay vô rồi. Từ đâu nó bay lại? Nó sẽ bay lại, bay lại thì con đó là nó sẽ đẻ trứng ở trên cái phần trái của mình. Đó, nếu mà mình xịt định kỳ, ví dụ như anh xịt 7 ngày anh xịt đi, tới 7 ngày mới xịt, thì con bướm này nó đẻ trứng trong vòng có 1-2 ngày à, là bắt đầu nó nở rồi. Đó, nó nở rồi nó sẽ cứ có con sâu nhỏ nó sẽ xâm nhập vô, nó ăn vô cái phần trái của mình. Lúc đó thì mình trị đâu có kịp, nó đã ăn vô rồi, mình xịt nó chết thôi. Nhưng mà cái trái của mình nó đã bị lồi lõm rồi, hoặc là con sâu nó ăn nặng vô rồi, thì lúc đó là mình xịt nó đứng lại thôi, nhưng mà cái trái của mình nó sẽ không bán được lâu nhất. Đó, thì anh xịt nó là về giùm em là trước khi sổ nhị ha. Rồi sau khi mà sổ nhị rồi ra là bắt đầu tiễn trái, thì anh xịt giùm em một cử nữa đó, rồi bắt đầu mình chuyển vô mình bao trái. Nhưng mình không bao trái thì con sâu gà nó vẫn vô phát xâm nhập vô bình thường hả. Mà nhưng nó lớn lên nó khoảng từ 4 cân tí thì nó bắt đầu nó nhìn lão quá, nó không lớn nữa.